好，声音有点大哈，声音小一点嘛。好了，看够了，可以去看那个什么漫画啊。申润，你让眼睛休息了啦，你的脚踩在那本书上了，可以去画画，去看漫画了啦。很久了，很久了，休息吧，快点，休息吧。Chào, chào Vũ Hà, Hà Vũ nha, xin chào đại gia đình nhà mình nha, buổi tối vui vẻ, chào Mai Lan, chào Ý Mít, xin chào Bình Sơn, xin chào Bình Sơn Hà, Bình Dương, xin chào, chào Chí Nguyễn, chào Hey NTW, biết chữ gì đọc ra, chào Kiều Linh nha. Sơn yên dấu tiền ta, bài thua, sơn rên. Cảm ơn Kiều Linh chia sẻ giúp Vân nè, cảm ơn Kiều Linh. Thu Thủy Võ, xin chào, chào Hạ Vũ, xin chào. Mến chào đại gia đình nhà mình. Chào Nguyễn Hương. Ê, vào học thôi cả nhà mình ơi, hôm nay chúng ta sẽ điền từ vựng của bài số 3 vào trong sĩ chua. Điền từ vựng và chúng ta sẽ hoàn thành nguyên một bài đoạn văn của họ nha. Chị thấy Minh Tâm, thấy em, chị thấy em nha. Cái câu đầu tiên em có nhắn không? Minh Tâm, chào Minh Tâm, chào Minh Tâm, giờ mới thấy nè. Nó nằm ở trên, chào chị, chào Minh Tâm nha. Chào Đoàn Ấm nè. Chào Nguyên Hương, xin chào. Mình điền cái từ thích hợp, nói chung là mình điền từ vựng của bài số 3 vào trong này. Giống bài từ vựng hôm bữa chúng ta làm, chúng ta sẽ điền vào trong này. Tại vì hôm qua chúng ta đã hoàn thành xong từ vựng rồi. Hôm nay điền vào và hoàn thành nguyên một cái đoạn văn của họ rồi chúng ta viết nó ra. Bùi Tiến Lập xin chào, Huệ Dương xin chào. Mọi người giúp Vân chia sẻ trực tiếp nha. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hằng Nguyễn 48 xin chào, xin chào. Có thấy em không chị? Chị thấy em nè. Xin chào cả nhà mình nha. Chào Vân Rosa, chào Vân nha. Vân chào Vân. Chữ Vân trong tiếng Anh gọi là Ro. Giống như tên của chữ có hoa hồng vậy đó. Rose. Vân nghe nói vậy. Tại có người dịch cái tên của Vân thành tiếng hoa hồng trong tiếng Anh. Cảm ơn Minh Tâm, cảm ơn Việt Hương. Cảm ơn hai bạn đã chia sẻ giúp Vân nha. Chào Trần Hoa. Xin chào, xin chào. Xin chào. Trời ơi nó ghiền, nó không coi tivi, nó cũng coi điện thoại. Dạ em Vân chào chị Vân. Xin chào, xin chào. Tên Vân rất là nhiều luôn, nhiều người tên Vân lắm. Rất là nhiều người tên Vân, tên này như đẹp. Mà ở Đài Loan cũng rất là nhiều người tên Vân luôn. Ước gì giỏi, học đi là được ha. Không có cần ước đâu, cái này là do mình học thôi chứ không phải ước là có. Do mình học thôi, cố gắng học là có hả. Vân học dữ lắm á, Vân học nhiều dữ lắm, ngoài học ở trường ra Vân còn tự học cho bản thân nữa. Vân rảnh là hồi đó con Vân còn nhỏ, nó ngủ một cái là Vân lấy chuyện, lấy tranh ra Vân viết, Vân luyện. Vân làm dữ lắm á, Vân làm nhiều lắm mới có được như vậy đó. Chứ không phải là đơn giản là Vân có được đâu. Tên Vân mà không được như chị Vân. Không phải vậy đâu. Cố gắng nhiều lắm á em à. Cố gắng nhiều lắm mới được á. Cho nên là bây giờ Vân chỉ cho mọi người là mọi người khỏi cần phải dịch ra tiếng Việt đồ nữa. Vân dịch thẳng ra hết rồi. Mọi người chỉ nghe và hiểu thêm về nó là đỡ cái phần vất vả nào luôn đó. Nói chung là mọi người sẽ đỡ vất vả hơn là Vân tự học nữa. Vân tự học, Vân bản thân Vân phải tìm ra đáp án rất là vất vả luôn. Còn mọi người chỉ có việc là lắng nghe, đọc lại cái đó và tiếp nhận cái tiếng Việt của nó luôn. Mọi người khỏe rất là nhiều, khỏi cần phải động não nhiều, chỉ cần cố gắng học thuộc nó là được rồi. Cho nên là các bạn đỡ hơn Vân rất là nhiều luôn á. Hãy cố gắng học đi. Rất là nhanh thôi à, không cần phải ước mơ gì hết á, tự mình thực hành.
không nhớ nổi á. Hồi đó Vân học cũng đâu có nhớ nổi đâu. Vân học không phải là cố gắng để nhớ nổi nó, mà Vân học đọc qua cái đoạn văn đó, Vân đọc làm sao mà cho nó lưu loát, đọc như thế nào cho nó lưu loát, Vân viết cái chữ làm sao mà cho nó càng ngày càng dễ viết, càng ngày càng rõ chữ, càng ngày càng đẹp cái chữ mình lên. Đó là cái điều Vân mong ước trong khi Vân học tiếng Trung. À, và thứ hai nữa, Vân hiểu dịch ra tiếng Việt là gì, chứ còn mà nhớ thuộc nó là không hề làm được đâu. Vân nói là một ngày hôm nay mình học bài này là mình thuộc cái bài này, không hề được như vậy. Vân học, cái trình độ của Vân học là Vân hy vọng cái chữ mình càng ngày càng tiến bộ, viết càng ngày càng rõ nét. Thứ hai nữa là đọc bài văn của Vân, Vân đọc càng ngày càng lưu loát, viết chữ càng ngày càng rõ ràng. Như vậy là đó là mới điều quan trọng, là từ mới nhét vô, chứ không phải là một lần Vân học là thuộc được cả bài, không có. Giá như biết đến cường một năm trước, có lẽ bây giờ đã biết. Giá gì bây giờ biết cũng được, giờ biết một năm sau là khỏi cần giá nữa, năm sau là mình biết rồi. Học viết mà không nhớ nổi chữ không phải là không nhớ đâu, nó từ từ nó nhớ, nó từ từ nó sẽ nhớ, cứ viết đi là từ nó sẽ nhớ. Vân học hồi đó 3 năm mà chưa nhớ được mặt chữ nữa, từ lớp 1 tới lớp 3 Vân còn chưa nhớ được mặt chữ nữa. Các bạn mới mà. Bạn sao không nên hơi xì xuẩn? Bạn sao 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 giao tiếp trong cái đoạn văn này là biết bao nhiêu câu giao tiếp, một cái bài như thế này là biết bao nhiêu câu giao tiếp trong này để em học rồi, biết bao nhiêu từ vựng trong một cái nội dung bài văn như thế này, và biết bao nhiêu câu giao viết kế tiếp trong một cái bài văn như thế này. Nếu em không muốn viết thì em khỏi cần viết, em chỉ ngồi đó em đọc theo là được rồi. Em ngồi em đọc theo và em có bản sách cho em nhìn theo mặt chữ, nó sẽ giúp cho em. Thì quá trình chị viết là có phải là chị đánh vần từ chữ một không? Đánh vần từ chữ một thì em giúp cho em phát âm từng chữ chuẩn hơn. Ha, cho nên là rất tốt cho cái việc học. Em muốn mua sách, chị không có bán sách. Chị không có bán sách. À, chị có lấy sách này chị chỉ thôi. Nên em hãy đi ra ngoài. Nếu em ở Đài Loan đi ra ngoài cái quẩn truy tiền, văn phòng phẩm mua. Nhỏ tiếng thôi, sân rên. Xào sân tiền. Hảo. Học như để nhớ bao lâu? Cái này và không dám chắc. Cố gắng học nhiều lắm, hãy cố gắng. Có thể chẳng trung quân mà có thể chuẩn bị sang cơ là Uy Xuyên, chứ chẳng bù xỉn. Chẳng bù tuệ à. Bà bà, nhà xin nhắc ủy sư là xa ủy tờ ủy. Ây dồ, nhìn sâu sân đi điểm mà. Xa ủy tờ ủy thống in à. Bạn muốn học giao tiếp người bắt đầu như thế nào ạ? Người mới bắt đầu luôn hả? Mới bắt đầu thì cứ học đi, lát nữa Vân chỉ. Rồi, vào học nha. Chúng ta vào bài của mình. Vào bài, vào sách nha. Học phải có sách, phải có đầu đuôi câu chuyện rõ ràng. Chứ chúng ta ngồi nói không không thì không có cái gì gọi là hay hết. Cũng chúng ta học trong sách đó, có một cái đầu đuôi câu chuyện rõ ràng. Và có nhân vật, có này kia là chúng ta học dễ hơn. Chứ ngồi nói, chúng ta nói hỏi chúng ta không biết nói gì nữa. Nếu bắt đầu thì học ở đâu? Mới bắt đầu thì chúng ta sẽ học ở phở bò. Mới bắt đầu chúng ta học ở phở bò. Đây là lớp 2. Chúng ta mới bắt đầu học từ lớp 1 lên sẽ... Tại sao? Tại vì cái bên cạnh nó có một cái chữ. Ngoài cái chữ tiếng chữ Hán ra, bên cạnh nó có một hàng phiên âm. Cái phiên âm nó đọc như thế nào là nhờ lớp 1 học lên đó. Lớp 2 thì sẽ không còn nhắc tới nó nữa. Nhưng mà khi đọc thì có. Khi đọc như thế này có. Khi mà tách rời bảng chữ cái ra thì lớp 1 đang dạy. Ai muốn học thì vào phở bò ha. Vào phở bò thì tìm cái chữ này. Cái chữ xào yến sử thận này. Hoặc là đánh cái phiên âm này. Đánh được tiếng Trung đánh chữ này. Không đánh được tiếng Trung đánh chữ này. Đây là cái phiên âm của nó, không có dấu. Chúng ta đánh này gõ lên là tìm ngay được cái bài thôi. Học từ lớp 1 đi lên là học đây. Bảng chữ cái chắc chắn nhất. Khi mà viết cái chữ này đọc bù. Vậy thì phiên âm nó bơ u bù. Vậy thì chữ bơ và chữ u làm sao biết được nó là bơ là u vào lớp 1. Vào kênh này. Vào đây sẽ thấy ha. Vào đây sẽ thấy được tất cả. Hảo. Đây là bài số 3, bài tập của bài số 3. Chúng ta đã học xong từ vựng hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ điền từ vựng vào trong đây. Họ nói chúng ta một là điền chữ quốc ngữ, hai là điền phiên âm. Nếu họ đã ghi phiên âm không có chữ quốc ngữ, không có chữ Hán, ta phải viết chữ Hán. Nếu như họ viết chữ Hán không có phiên âm thì ta phải điền phiên âm. Gọi là 写国字或注音.
彩色国，哎，王国，彩色王国，哎。Lúc này bài số 3 của bài đó. Hôm nay chúng ta vào phần này. Nì mến lạng cơ khở bức khở gì bú yêu khăn tiền sư lờ. Nì khăn, nì khăn nì băng của cha. Nì khăn nì chua sổ mỏ. Nì khăn nì chua sổ mỏ. Mẹ hồi dùng là. Mẹ mà bà tiêu nè. Thà mấy hồi băng hồi dùng à. Thà cân bẩn chứ. Ý chứ ai khăn tiền sư lờ gì. Hảo. Chín thiên tờ phong. Có nghĩa là gió của hôm nay. Chín thiên tờ phong. Hào ta ya. Có nghĩa là gió hôm nay mạnh quá. Gió hôm nay mạnh quá. Chín thiên tờ phong. Hào ta ya. Hải biên. Hải biên này thường nói là bờ biển. Cơ cơ. Tiền gia mến khổ. Mến khổ là trước cửa. Còn cơ cơ là nhiều quán. Nhiều quán khác nhau. Những cái quán. Những cái quán mà ở gần bờ biển đó. Người ta đang nói tới cơ cơ tiền cha. Có nghĩa là những cái quán ăn, những cái quán này quán kia ở gần bờ biển. Ê, mến khổ. Trước cửa quán đó. Tợ cái gì đó, gắn chữ tợ cái gì đó mà ở trước những cái cửa quán đó. Gắn cái chữ tợ vào. Quảng cáo, nói về quảng cáo. Chỉ chữ là cái lá cờ, ý là cái lá cờ quảng cáo đó. Ê, vậy thì nguyên câu này chúng ta hiểu được rồi. Đọc hết cái này đi. Hào xiang, giống như, dường như. Khoai yào, sắp. Bê chẳng phong. Bê chẳng phong, chẳng mà dặn. Chôi khoai lợ. Sắp như, giống như là, dường như là. Sắp bị gió thổi hư hết rồi. Ê, vào đây lại. Chín thiên tờ phong, hào ta ya. Gió hôm nay, mạnh quá. Hải biên tờ cơ cơ tiền gia mẩn khẩu. Tờ quảng cáo chỉ zi. Có nghĩa là những cái lá cờ quảng cáo ở trước mọi cửa hàng ở trên cái bãi biển đó. Dường như hầu như sắp bị gió thổi, thổi hư hết rồi. Ừ. Đó, vậy thì chúng ta điền trước nè. Chúng ta điền trước cái chữ này. Hải biên, cơ cờ. Cơ cờ ta cơ, ta dùng chữ nào? Cơ cờ ta cơ. Cơ cờ ta cơ. Đúng rồi, chữ cờ, cơ. Chữ cờ cơ, khăn tao lợ. Hẳn bằng, cơ cơ. Cơ cơ có nghĩa là từng cái quán một ở trên cái bãi biển đó có rất là nhiều quán. Cứ mỗi một cái quán ở trước cửa nó đều có một cái lá cờ quảng cáo. Và hình như là gió thổi muốn bay hết rồi, muốn hư hết mấy lá cờ luôn rồi. Cho nên người ta dùng cái từ cơ cơ. Tiền gia mẩn khổ. Có nghĩa là những cái cửa hàng, những cái quán ở trên cái bãi biển đó. Và gắn chữ tờ cho chúng ta, nhấn mạnh cho ta biết cái gì đó ở trước những cái cửa hàng đó có những cái gì. Quảng cáo chỉ zi, cái lá cờ quảng cáo. Người ta có máng ở Đài Loan thì chuyên có những cái lá cờ quảng cáo mà. Gió thổi muốn. Hào xiang, dường như, giống như. Khoai yao, sắp. Bei chẳng phong, bị cái gió mạnh đó. Chui khoai lợ. Vậy từ bei chúng ta sẽ dùng chữ nào? Bây chẳng, đúng rồi, bây dùng y, bộ y tờ bây, y phụ tờ y, bên này có bộ bì, bây, còn chẳng này là mạnh, gió mạnh, chẳng phong, mà nghĩa gió mạnh, công phu, sau đó phết đầy, móc qua, ở dưới này một hình chữ nhật, kéo xuống, phết lên, và đầy gạch xuống, chẳng phong là gió mạnh, chơi hoài lờ. Ai điền cái phiên âm này xem nào. Chơi hoài lờ. Hoài. Hoài. Phiên âm chúng ta điền thử xem. Hơ. Hơ sao mà. Hoài. Tập phiên âm chúng ta điền chữ nào. Hoài chỉ sân. Hoài mấy thanh máy. Chơi hoài lờ. Chỉ sân. Chỉ sân. Thanh máy. Chơi hoài lờ. Chơi hoài lờ. Đề. Hơ, hoài, hoài. Thành từ ha. Hơ, hoài, hoài lợ. Ê, hoài. Thành từ. Hơ, hoài, hoài, hoài lợ. Có nghĩa là sắp như, dường như là sắp bị gió mạnh thổi hư hết rồi. Ê, hào xiang khoai yào bị chẳng phong chơi hoài lợ. Ê, hảo. Lúc này, wǒ tuō xiā yā shě mào. Ê, wǒ tuō xiā là tôi cởi cái gì đó xuống. Yā shě mào, cái nón, giống như cái nón lưỡi chai gì đó.
tôi cởi chiếc mũ lưỡi chai xuống. Ê, tôi cởi chiếc mũ lưỡi chai xuống. Vậy chữ sở ta đồng viên chữ nào? Sở. Sở thổ tờ sở. Ta dùng chữ nào? Giá sở. Giá sở mau. Ừ. Nói như là cái lưỡi, người ta dùng cái từ da sữa coi giống như là cái lưỡi của con vịt á. Nhưng mà thật sự chữ Việt Nam mình chỉ nói nón lưỡi chai chứ không nói nón lưỡi vịt. Họ dùng da là vịt mà, sữa là cái lưỡi của nó, mau ý là cái nón lưỡi vịt. Nhưng mà Việt Nam mình thường nói cái nón lưỡi chai, đúng không nào? Ừ. Vậy thì chữ lưỡi chúng ta sẽ dùng chữ nào? Ừ, tuệ, sữa thổ tờ sữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chữ sở ta dùng chữ này ha. Sở thổ tờ sở. Họ dùng của thua xa, tôi cởi cái gì đó xuống. Da là vịt, sở là cái lưỡi, mau là cái nón, y cái nón lưỡi vịt đó. Ừ. Hàn gia rẫn cùng với người nhà của mình chua chìn bố lý khoản. Cùng với người gia đình mình lên cái chiếc thuyền. Ê, lên cái chiếc thuyền gì? Thuyền thủy tinh. Bố lý này có thể nói là miếng sành hoặc là thủy tinh, gọi là bố lý. Hàn gia rẫn chua chìn bố lý chuẩn. Có nghĩa là cùng gia đình lên chiếc thuyền thủy tinh đó. Bù chiều, không lâu. Không lâu như thế nào? Chuẩn sân, có nghĩa là cái thân của chiếc thuyền đó. Chủ chiên này là gì? Chủ chiên mang nghĩa dần dần, từ từ. Chủ chiên. Về chữ chiên ta điền chữ nào? Chủ chiên tờ chiên. Hôm bữa chúng ta có viết từ vựng chiên chiên, từ từ, dần dần. Vậy ai còn nhớ chữ chiên không nào? Chủ chiên. Chủ chiên. Ê, chủ chiên, dần dần, từ từ, gọi là chủ chiên. Đúng rồi, sư tờ. Mấy chua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Chủ chiên, từ từ, dần dần. Xa trần có nghĩa là chìm xuống. Vào chìm vào đâu? Tào hải trung, chìm vào trong cái biển đó. Tại vì nó là một chiếc thuyền chìm mà. Đây, chìm vào trong đó. Yên chén, cái gì đó trước mắt. Trước mắt gọi là yên chén. Yên chén tợ, nhấn mạnh cho mình biết cái gì đó trước mắt. Chìm xăng có nghĩa là phong cảnh trước mắt. Yên chén tợ chìm xăng. Quả rán, quả nhiên, biến an lờ. Ê, cái phong cảnh trước mắt quả nhiên là từ từ tối sầm lại. Từ từ tối lại. Quả nhiên từ quả chúng ta sẽ điền từ nào? Quả rán từ quả. Quả rán, quả nhiên, thiếu chữ quả. Vậy ta điền chữ quả nào? Quả rán từ quả. Quả rán, quả nhiên, biến an lờ. Cái phong cảnh trước mắt, tại vì chiếc thuyền nó chìm mà, loại thuyền này là thuyền chìm, cho nên cái phong cảnh khi nó vào đại dương rồi thì cái phong cảnh trước mắt nó sẽ biến tối sầm lại. Ai biến an lờ có nghĩa là nó sẽ tối sầm lại. Hảo, quả rán biến an lờ. Đúng rồi, tuệ lờ. Quả rán tờ quả. Quả rán tờ quả. Hảo, quả rán biến an lờ. Quả nhiên đã tối sầm lại rồi. Bàn xào sử hô, nửa tiếng sau. Bàn xào sử hô. Sư châu, sư này không uống lưỡi. Sư châu có nghĩa là bốn phía, bốn hướng, gọi là sư châu. Châu phải uống lưỡi. Sư châu, thú rán, thú xiên, trần chuyển tờ, yu er. Thú rán là đột nhiên, bỗng nhiên. Vậy chữ thú rán ta điền chữ thú nào? Thú rán, của sĩ, sư, của sĩ. Thú rán, đột nhiên ta điền chữ thú nào? Bỗng nhiên, đột nhiên. 我要学习可以吗? 可以, 欢迎加入. 四周突然出现成群的鱼儿. 突然, ta dùng chữ thủ nào? Ê, hẳn bằng, 突然. Chờ đấy, điểm qua lại, đầy móc qua, đầy chấm. Ta có chữ thủ rãn, bỗng nhiên, đột nhiên, 出现, xuất hiện. Trần xuyên có nghĩa là cá nó đi từng đàn, từng đàn, từng nhóm bột, gọi là trần xuyên tờ yu er, những đàn cá, từng đàn cá. Ê, bốn phía tự nhiên xuất hiện những đàn cá, từng đàn cá một. Và như thế nào? Hào xiang, giống như, dường như, rao cho chuẩn theo ủ, dường như là chúng đang nhảy theo
Hình như là chúng đang biểu diễn nhảy múa xung quanh chiếc thuyền vậy. Cho nên họ nói, Hào xiang rào zhe chuan tiao wu. Tiao wu là nhảy múa đó. Hào, wo jue ding han ge ge hu huan zuo wei. Tôi quyết định đổi chỗ với anh trai. Wo jue ding de ding ta dùng chữ nào? Wo jue ding, tôi quyết định. Wo jue ding, Wo jue ding dui de, hen bang. Jue ding de ding. Wo jue ding, tôi quyết định. Han ge ge, hu huan. Hu huan, đổi chỗ, đổi cái gì đó cho ai đó. Chúng ta dùng từ hu huan, cùng đối phương, đổi qua, đổi lại. Hu huan, hu huan, hey, thay bằng lờ, hu huan. Hu, hu, ai, huan, dùng sổ huan, sổ bụ. Bên này, phết qua đây, kéo qua bên này. Trong này chữ nhân, dưới này chữ ta. Hu huan, Hu huan sa mơ? Zuo wei, chỗ ngồi. Tôi quyết định đổi chỗ với anh trai. Wo jue ding han ge ge. Hu huan wei zi. Đâu phiên âm? Zhu a, zhu yin nè? Zhu yin. Zuo wei de zuo, sư nãy cơ nè? Zuo wei de zuo. Zhu yin. Zuo wei de zuo. Zuo zi sân nè? Chỉ sân chua, thân máy, chua, chỉ sân chua nè, chua vị đà chua, đối đà, chỉ sân chua, chỉ vô chua, chua vị đà chua, thay bằng lờ. Hào, xin sẵn, yu er đà biểu diễn. Lúc này, đổi chỗ với anh trai để làm gì? Thưởng thức cái màn trình diễn của những chú cá. Xin sẵn. Vậy chữ xin sẵn chúng ta nhìn dùng chữ nào? Xin sẵn. Xin sẵn. Xin sẵn. Xin sẵn. Xin sẵn. Thưởng thức, chìm ngưỡng những cái màn trình diễn, những cái biểu diễn của những cái chú cá đó. Đổi chỗ là gì? Muốn chìm ngưỡng, ngắm cái màn trình diễn của những chú cá ấy. Xin sẵn. Hey, mấy chua, hào băng. Bên này kéo qua, gạch đây, gạch xuống. Đấy chưa? Ở bên này, phớt chữ chèm bụ. Tạc có chữ xin. Hảo, tiếp theo, sẵn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó, dưới này có bây bụ, bộ bối. Kéo ra. Ta có chữ xin sẵn. Xin sẵn, chim ngưỡng. Chiêm ngưỡng hoặc là thưởng thức cái màn trình diễn của ai? Biểu diễn có nghĩa là biểu diễn. Biểu diễn hay còn gọi là cái màn trình diễn, màn biểu diễn của các chú cá. Yu er là những cái chú cá đó. Vậy thì biểu diễn tập biểu chúng ta dùng chữ nào? Biểu diễn thường nói là biểu diễn, màn trình diễn, biểu diễn. Biểu diễn đúng âm là biểu diễn. Biểu. Biểu đúng âm là thanh ba, nhưng khập phải chữ diễn thanh ba. Hai chữ thanh ba sẽ bị đổi thành biểu diễn. Biểu diễn. Đổi chỗ với anh trai là vì muốn ngắm. Vì muốn ngắm, muốn nhìn những cái chú cá biểu diễn á mà. Hảo. Tôi vừa lại xua, đối với tôi mà nói. Tôi vừa lại xua. Chúng ta dùng chữ tôi nào? Tôi vừa lại xua. Dùng lại cái tôi nè. Tôi vừa lại xua. Tôi vừa lại xua, đối với tôi mà nói, đối với tôi mà nói. Tôi vừa lại xua. Tôi vừa lại xua, đối với tôi mà nói. Chúng ta dùng lại cái tôi nè. Tôi bù chỉ đợi tôi, đúng không? Đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tôi vừa lại xua, đối với tôi mà nói. Nâng hàn gia rẩn rỗng chà. Có thể cùng với gia đình chung sống hòa thuận với nhau. Nâng hàn gia rẩn rỗng chà chú yên. Rỗng chỉ sân rỗng nè. Rỗng phiên âm. Rỗng chà tờ rỗng. Rỗng rư ổn rỗng thay bằng ở. Rư ổn rỗng chà tờ rỗng. Rỗng chà xáng chủ. Có thể cùng với gia đình chung sống hòa thuận với nhau.
好，共度如此特别的旅程。共度là gì？共度có nghĩa là cùng, cùng chung gọi là共度。如此 mà nghĩa như vậy, 特别 có nghĩa là đặc biệt. Vậy共度的共 ta dùng chữ nào? Rồi, đúng rồi. Cùng tu tờ cùng. Cùng tu tờ cùng. Tuệ. Cùng tu tờ cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cùng tu này có nghĩa là cùng. Cùng chung gọi là cùng tu. Rú chữ tờ chữ. Rú chữ. Rú chữ tờ chữ. Hey, rú chữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rú chữ. Hảo thơ bế tờ thơ nơ. 特别了，特别，特别的特呢？特别牛不？加一个是，特别的特，好，好，能和家人融洽相处，có nghĩa là có thể cùng với gia đình chung sống hòa thuận với nhau. 共度如此特别的旅程，旅程 là một cái cuốn, một cái chuyến du lịch.Một cái chuyến, một cái hành trình đi du lịch gọi là lùi khẩn. Gia đình, cậu này nói là có thể chung sống hòa thuận với gia đình. Cùng với gia đình có một chuyến du lịch đặc biệt. Cùng với gia đình có một chuyến du lịch thật là đặc biệt. Hey, đối với cậu ta, trên sự mỹ hào quá. Nó như vậy, cuộc sống như vậy đối với cậu ta rất là tuyệt vời, rất là tốt đẹp đó. Hảo, của mình sẽ cho cơ số lại.Hôm bữa viết cái phần này. Hảo, 彩色王国. 彩色, chúng ta viết chữ 彩. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ta có chữ 彩. 彩色, sơ không uống lưỡi. 彩色. 彩色. 彩色王国.彩色王国就国彩色王国彩色王国吃爱彩坦巴彩吃二色坦德色乌昂王坦嗨歌我国坦嗨彩色王国抓到笔顺错误啊偶尔会跳彩色王国不一定每个都一样不一定每个都会偶尔会彩色王国好，好宝，中答。写国字或注音，写了 viết một hai ba bốn năm sáu rồi đó, bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm. 写国字 một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một, xẻ quốc chữ viết chữ quốc ngữ, xẻ quốc chữ, hoặc chú in hoặc là chú âm, hoặc chú in hoặc chú, xẻ quốc chữ hoặc chú in, xẻ quốc chữ hoặc chú in.西一二耶歇歇歇坦巴歌我果坦嗨字坦德或喝我或坦德就这样知物助坦德写国字或注音越南话是的写国字或注音 viết chữ quốc ngữ hoặc là viết chú âm 写国字
或主音。嗯，音呢还没有地方啊，没有位置啊，等一下。写国字或注音。好，过来这里。音 ,en, 音。好 ,mok, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. 句号。写国字或注音。嗯，字很漂亮，谢谢。Vậy kèm một một không nha. Vâng, thời gian không đủ xài. Vâng, chỉ thể dạy ở đây thôi. Chúng ta viết chữ Jin Thiên, hôm nay. Jin Thiên. Jin Thiên, hôm nay. Sao mình nhớ sầm ạ? Nó mà in. Hả? Sao mình nhớ sầm ạ tôn xì ạ? Ồ. Chúc cỡ. Bị xin ạ.难怪。今天 ，j 一闪电 n， 今 ，t 烟天，今天 hôm nay， gắn chữ tờ vào， tờ cái gì đó của hôm nay， tờ 亲身的，白布加一个勺，今天的。今天的cái gì đó của hôm nay， 今天的风，gió， gió hôm nay， hôm nay gió， 嗯，今天风，今天的风， phong， 风，好大呀，岛啊，人啊，好大呀，好大呀， hoặc là thật là to cũng được， 好大。好大呀口部再一个牙好大呀惊叹号喝熬好的啊大一轻声呀好大呀今天的风好大呀蓝色嘿今天的风好大呀gió hôm nay lớn quá. Gió hôm nay lớn quá. 今天的风好大呀。今天的风好大呀。海边各个店家门口。海边là bờ biển, bên bờ biển. 海边 hơ ai hai, hai hải hải thân ba. Bờ yên biên hải边，海 một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười ta có chữ hải 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 biên hải biên hải biên bờ biển ta gọi là hải biên. Ai bà xin xin tiêu kể nì, xie xie nì, xie xie. Hải biên, ở bên bờ biển ta gọi là hải biên. Hải biên. Hải biên có gì cần nữa. Lúc này hải biên cơ cơ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Cơ. 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 Điện gia. Điện gia. Điện gia là những cái quán của người ta đó. Gọi là điện gia. Những cái quán ở gần cái bờ bãi biển đó. Điện gia. Chúng ta viết chữ gia. Kéo qua đây, gạch ngang, ở đây móc xuống, phết ra, hai gạch, phết, đẩy ra. Ta có chữ tiền gia. Thêm chữ mẫn khẩu đi. Mẫn khẩu là cái cửa, trước cửa nhà ta. Trước cửa quán của người ta gọi là mẫn khẩu. Mẫn khẩu. Hả?
Lần này, chữ cơ, cơ, ơ, cơ, thành từ cơ, cơ, ơ, cơ, chính sân, cơ, tơ, yên, điện, thành từ điện, chi, gia, gia, thành thứ nhất, gia, mơ ẩn, mẩn, thành hai, khơ, ổ, khở, thành ba. Cơ cơ điện gia đa mẩn khở. Nó mới có的. Cơ cơ điện gia mẩn khở. Cơ cơ điện gia mẩn khở. Hảo, cái gì đó ở trước cửa của các cái quán đó có gì, cho nên họ sẽ gắn cái chữ tờ vào để cho chúng ta biết cái gì trước cửa quán đó. Tờ. 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 Quảng cáo chỉ tử. Quảng cáo thường mình cũng gọi là quảng cáo mà đúng không? Quảng cáo 1, 2, 3. Sau đó 4, 5, 6, 7. Dưới này gạch ngang kéo qua đây. Ở dưới đây một cái chữ điền. Đá hai cái chân. Ta có chữ quảng. Cơ u an. U an đọc quang. Cơ quang quang. Quang quảng quảng thành ba. Quảng cao đọc quảng thành ba. Quảng. Quảng. Chữ quảng thêm chữ cao vào đây. Cơ ao cao. Cơ ao cao. Quảng cao Việt Nam mình cũng gọi là quảng cáo luôn. Quảng cao. Quảng cao. Hảo, cái lá cờ, những cái cờ quảng cáo, cái cờ quảng cáo ta gọi là quảng cao chỉ zi. Vậy thiếu chữ chỉ bật hơi. Chỉ ý chỉ thành hai. Chỉ zi. Chỉ zi. Chữ chỉ đầu tiên có phân bộ, bộ phương. Ở trên này một phết hất lên nữa. Ở dưới này gạch ngang. Hai phết xuống. Được chưa? Hai phết ngang. Ok không? Rồi lại gạch ngang. Đá hai cái chân. Ta có chữ chỉ. Chỉ zi là cái lá cờ. Chỉ zi. Quảng cáo chỉ zi. Giao chú in. Đuệ, 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 đuệ. Quảng cáo chỉ zi. Là những cái lá cờ quảng cáo của cái tiệm. Ở trước những cái tiệm quán mà ở bên bờ biển đó. Hào xiang có thể nói là dường như, giống như. Hào xiang có thể nói dường như. Hào xiang. Hào xiang. Bộ nhân. Ở bên này phết đây kéo qua. Một cái hình chữ nhật. Rồi gạch giữa đóng lại. Ở đây phết kéo cong qua. 1, 2, 3, 4. Hào xiang. Hơ áo hảo thành ba. Xí yang xiang thành tư. Hào xiang. Hào xiang. Khoai yào. Khoai yào này có nghĩa là sắp. Khoai yào mà nghĩa sắp. Khoai yào. Gạch ngang đầy kéo qua đây. Móc xuống hai gạch. Đóng lại một bộ nữ bên dưới này. Khoai yào có nghĩa là sắp. Khơ hoài khoai thành tư. Y ao yào thành tư. Hào xiang khoai yào. Dường như là sắp như thế nào đó. Bày chẳng phong. Chơi hoài lợ. Bày chẳng phong. Chơi hoài lợ. Bơ ê bê. Bê này lúc này là bị. Ta có bộ y. Y cộng với bộ phỉ. Bị. Bị. Ê bị xì xì. Bị chẳng này là mạnh. Có cung bù. Bộ cung. Ở bên này phết qua đây. Bên này kéo qua đây. Kéo xuống. Gạch lên. T
đọc cái chữ chi yang qiang bật hơi. Chi yang qiang phong the qiang. Qiang này nói về mạnh, qiang phong là gió mạnh. Qiang phong hiện tại hãy chơi bay bơ bơ mơ. Yao à, wo men yao à. Qiang phong the qiang. Hảo, chúng ta viết chữ phong. Fa ân phong. Phong này là gió. Chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chẳng phong, gió lớn, gió mạnh. Chơi, chơi này là thổi, dùng miệng để thổi, bộ khẩu. Sau đó phớt đây, kéo qua, bên này, đẩy ra. Ta có chữ chơi. Chơi này bật hơi uống lưỡi. Chư, quay, chơi, thổi. Chơi hoài lỡ, thổi hư hết rồi. Chơi hoài lỡ. Lỡ, xin sinh, lỡ. Hoài, chúng ta sẽ có chữ nào trước? Bộ thổ, thủ bộ. Sau đó gạch đây, gạch ngang. Một cái hình chữ nhật ở bên dưới này kéo qua hai gạch giữa, đóng lại. Ở giữa này mình chia ra 1, 2, 3, 4. Được chưa? Dĩ này phết từ cái gạch giữa này kéo qua đây, hất lên, phết, đẩy ra, ta có chữ hoài. Hoài, chơi hoài là bị thổi, sắp như là dường như là sắp bị thổi hư hết rồi. Dường như sắp bị thổi hoài hư hết rồi đó. Hảo, lúc này ai muốn xuống hàng thì xuống nha. Wo tuo xia, tôi cởi cái gì đó xuống. Wo là tôi. Viết kịp không vậy mọi người ơi? Mọi người viết kịp không? Wo là tôi. Wo, wo, wo thành ba. Wo, tôi. Wo tuo xia, tuo này là cởi cái gì đó xuống. Tuo, tuo. Vậy chữ tuo chúng ta sẽ có bộ nhục trước nha. Râu bù. Hảo, chạy cái tuổi. Wo tuo xia. Wo tuo xia, gạch ngang, kéo xuống, phớt ra. Xi ya xia. Xi ya xia, wo tuo xia. Nhanh quá hả? Nhanh quá hả? Rồi chị chậm lại tí. Wo tuo xia. Lúc này họ dùng cái ya sở là cái lưỡi của con vịt. Da sở mau có nghĩa là nón lưỡi vịt đó. Mình thì nói nón lưỡi chai. Da sở mau. Y a ya. Da sở này là nói về cái lưỡi của con vịt. Đúng âm là như thế. Da sở là da. Hảo. 1, 2, 3, 4, 5. Hồ mền dội chứ nhạo. Ở đây, kéo qua đây, móc đây, gạch ngang, nét dưới một gạch nữa. Rồi từ đây, kéo qua bên này, 1, 2, 3, 4. Ta có chữ giá trị tại giá. Giá trị tại giá. Lúc này, giá sở là cái lưỡi của con vịt. Ta gọi là giá sở. Mà giá sở mau có nghĩa là cái nón lưỡi vịt. Hey, nón lưỡi vịt. Chúng ta thường nói là cái nón lưỡi gì? Nón lưỡi chai, phải không? Gia sở mạo. Gia sở là lưỡi vịt ha. Gia sở mạo. Wo tuo xia gia sở mạo. Wo tuo xia gia sở mạo. Xie xie, xie xie ni men. Xie xie. Hao. Đợi mọi người qua trang nha. Wo tuo xia ya she mao. Hả lắm á. Được chưa? À, khăn tao là. Hảo khờ ai. Nhiều này. Ok. Hảo mạo. Có thể giúp tôi. Có thể. Chín bộ.
进步。再来，本来给我本来hai gạch. Ở dưới đây có bụng mục nói về con mắt. Hảo. Chữ này đọc màu, mơ, ảo màu, màu chữ tờ màu. Màu này nói về cái nón. Tổ hảo, màu chữ tờ màu. Màu chữ tờ màu. Hảo. Hàn gia rỉnh cùng với người nhà của mình gọi là Hàn gia rỉnh. Hàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ta có chữ Hàn. Hơ an Hàn. Hàn gia rỉnh. Người nhà gọi là gia. Gia rỉnh. Rư sản điện ân. Ở sân rỉnh. Gia rỉnh là người nhà. 1, 2, kéo bên này. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gia rỉnh. Hàn gia rỉnh. Cùng với người nhà của mình. Làm gì? Zuo jin bo li chuan. Zuo jin có nghĩa là người đi vào trong cái chiếc thuyền thủy tinh đó. Zuo jin. Chữ zuo. Kéo xuống giữa. Gạch ngang. Tạo ra chữ zuo. Zuo, hảo, jin, mình đi vào, tiến vào trong mà. Jin, zuo jin. Bên này có chữ zuo bù, kéo qua. Zuo jin, zuo jin. Bô lì thường nói về thủy tinh, hoặc là bằng miếng sành gọi là bô lì. Trước tiên nó có bộ ngọc. Lúc này bộ ngọc không có dấu chấm nữa. Đằng sau có chữ bì, phí. Ta có chữ bô, bô, hảo chữ lý, tiếp một bộ ngọc nữa, xuyên, nó có sinh in. Bô lý, tại lý, ở trên này chấm, gạch ngang. Rồi mình đánh cái dấu ích ở đây. Ở đây móc qua đây, gạch qua đây xuống. Ok không? Rồi dưới đây, gạch xuống. Ở bên này, ta móc qua đây, móc lên. Được chưa? Sau đó mình đặt cây bút từ ở trên cái đầu này hất xuống đây. Rồi gạch ngang đây kéo xuống. Ta có chữ bô lì. Chiếc thuyền này làm bằng thủy tinh, chủ yếu là để cho khách khi chìm xuống dưới đáy biển thì khách có thể nhìn thấy cá ở bên ngoài. Cho nên chiếc thuyền gọi là chuẩn. Hảo châu. Chữ châu này cũng nói về chiếc thuyền luôn rồi. Châu. Sau đó bên này kéo qua đây, gạch ngang và một bộ khẩu bên dưới này. Ta có chữ chuẩn. Chuẩn. Hảo. Chữ này đọc zi wo zuo. Zi in jin thành từ. Bơ wo bo lơ ý lý. Chi wán chuẩn. Bô lý chuẩn là chiếc thuyền thủy tinh. Cảm ơn. Hey. Hàn gia rỉnh zuo jin bo li chuan. Cậu ấy cởi chiếc nón lưỡi vịt xuống là để cùng với gia đình đi vào trong cái chiếc thuyền thủy tinh đó. Hàn gia rỉnh zuo jin bo li chuan. Rất thích tiếng Trung, viết được nhiều chưa? Viết được à, để chị coi coi. Một trang một hàng rồi, em trừ một trang một hàng ra đi. Trừ một trang một hàng ra nha. Em trừ một trang đi, tính ra một trang đủ luôn đó. Tính ra là đúng một trang luôn đó. Cái hàng bên kia là nó trừ dư một. Em trừ ra đúng một trang đi. Cột bên phải là cái chữ phiên âm của Đài Loan. Đài Loan cái chữ này đọc như thế nào nhờ cái em này đọc ra. Cho nên phải biết được cái bảng chữ cái của Đài Loan như thế nào sẽ giúp chúng ta đọc được chữ đó nha. Em trừ đúng một trang ra đi, tính ra là đúng một trang luôn đó. Cái kia nó nãy có dư một hàng chữ chị bỏ qua rồi. Đúng một trang luôn. Em trừ ra nha. Hôm nay dậy sớm hả? Hôm nay chị vào sớm 8 giờ mấy 10, 8 giờ 10 phút là chị vào rồi. Thường nói thứ bảy chủ nhật là 8 giờ. Đôi khi chị rảnh chị làm sớm để chúng ta có thể nghỉ sớm. Trừ ra một hàng ra trước đi. Trừ ra một, không phải một hàng, một trang giấy.
đúng một trang luôn, chừa ra đúng một trang ha. Hảo, bô lý chuẩn là chiếc thuyền thủy tinh đó. Lúc nãy chấm truy họ, chấm truy họ, chừa đúng một trang ra nha. Rồi chúng ta bắt đầu từ đây. Bù chở không lâu, bơ u bù. Lúc này có chữ chi, y, ô đọc thành yô, yô yô, yô. Chi yô, chở, bù chở mà nghĩa không lâu. Bù chở không lâu. Bù chở không lâu. Bù chở phải. Bù chở không lâu. Bố lý chuẩn hơi bố đeo mà? Yên gai bố hơi. Thà mình dùng chẳng lý đờ. Chịn zi, yên gai bố hơi. Thà mình yên gai dùng chẳng lý bố lý. Yên gai bố hơi là. Yêu sở hô yêu hơi yêu. Cứ sư, yên gai yêu an chuẩn. Chả nâng, chả nâng khai thông. Bố an chuẩn, chả mình nâng dùng. Hảo, bố chiều không lâu. Chuẩn sân là cái thân của chiếc thuyền đó. Chúng ta viết chữ châu trước, gạch qua đây, chấm chấm hai cái này. Rồi bên này first gạch qua, và bên này có một bộ khẩu. Hảo, chuẩn sân có nghĩa là thân của cái chiếc thuyền đó. Chuẩn sân, chuẩn sân, chí hoàn chuẩn. Shi, sản điện ân, chuẩn sân, chuẩn sân. Chủ kiện từ từ, thân của chiếc thuyền đó, từ từ. Lúc này có chữ chủ kiện, chi ủ chủ, chờ che. Chi yên kiện, chủ kiện, từ từ, dần dần, gọi là chủ kiện. Hảo, chúng ta gạch ngang đường này, ở đây first. Kéo từ đây qua, 1, 2, bên này phết, đẩy ra. Và bên này nó có một chữ chô bù ở đây. Chúng ta đẩy qua bên đây, ta có chữ chủ. Chủ. Hảo, chữ chèn, 1, 2, 3, bộ thủy. Rồi gạch cái chữ chơ ở trong này. Kéo xuống, phết đầy, móc qua, gạch ngang. Kéo xuống, ta có chữ chủ chèn. Chủ kiện. Nhi cần cơ cơ sẽ xuyên mài ba. Cơ cơ, ta mẹ mẹ xuyên mài đông xí xí ba. Chuyên lâu xe. Nhi tấn mùa bố hoàn hảo lần là. Ô ba, ô cơ cơ hoàn chồng. Đời à. Ô bố hoàn chồng. Nhi sáng sư chồng cơ cơ xe đảo lần. Ô ta đi, ô ta đi yêu nhà bê chó chồng lần. Ô bố hoàn chồng. Chủ kiện. Hảo, xa chân là chìm xuống. Xa chân, à, wow, hãy yêu ít mềm bò. Ê, hãy yêu ít mềm bò. Hảo, xa chân. Có gì, có gì. Xa chân. Nó xiên đỡ, bù hồi. Xiên đỡ. Xa chân có nghĩa là chiếc thuyền nó chìm xuống dưới. Xa chân, ở đây. Bên này mình phớt đây, kéo ra. Mấy dầu là, chung quê là. Ây dù, dù tôi chứ cho hỏi, chị giao chỗ. Xa chuẩn. Chứ, sẵn tiền ấn, thần hài đọc chuẩn. Xa chuẩn là chìm xuống. Thân của chiếc thuyền từ từ chìm xuống. Chìm vào đâu? Vào trong biển. Tào hải trông. Tìm chìm vào trong biển. Chủ kiện xa chân, đào hải trông. Đào, bộ đào. Tơ, ao, đào. Đào hải trông, đào đào. Đào. Đâu. Đô hào à, hài mê, hài mê yếu đô hào. Đào hải trông hào lờ, sẽ yếu đô hào. Chơi đi yếu yếu đô hào lờ. Hào, thà mình xế đào. Đào hải trông, sẽ yếu đô hào. Đào hải trông. Hơ, ai hải.
吃。哥说很香。中，你都不吃，你在面前饿哈。好，海中。水部，本来已经每天的美，好了，可以了。那等我播完。啊，你播完要很。海中不会。这边很多小朋友哦，很多同学在哦。很多同学在哦。海中逗号。为什么你给哥哥了？啊，我不喜欢吃葱啊。爸爸说。那边有爸爸说，你不能一个人下去买了，哥哥都不敢去了。那哥哥赶我去。你那乱冲，哥哥怎么敢呢？我不会乱冲，我都说好几遍了。好，眼前cái gì đó trước mắt, 眼前 mang nghĩa trước mắt, chữ 眼 này là mắt, cho nên nó có bộ một.Sau đó bên này móc qua gạch ngang ở đây. Nó là do hỗn sơ từ hồ lũng của. Nên là bây giờ chữ. Yên này là mắt. Chén này là trước. Yên chén là trước mắt. Trước mắt. Mình đây là mắt trước. Ông ghi chữ mắt trước rồi chữ trước sau. Yên thành ba.前七眼前眼前là trước mắt眼前眼前cái gì trước mắt gắn thêm chữ tờ vào tờ chín sân tờ ở tờ mà anh đã xin nà lì ha tờ anh đã xin nà lì tờ眼前的眼前的cái gì đó trước mắt gắn chữ tờ vào景象có nghĩa là cái cảnh tượng, có thể nói là cảnh tượng trước mắt, tại vì đúng âm là cảnh tượng hoặc phong cảnh đều được hết. Gạch ngang đóng lại, chấm ở đây, rồi lại gạch ngang. Ở dưới đây bộ khẩu sẽ nhỏ hơn. Ở đây kéo xuống, ta có chữ chỉnh. Chỉnh xiang, vì chữ xiang này chúng ta có thể lấy chữ tượng ra, cho nên gọi là cảnh tượng trước mắt.Cảnh tượng trước mắt. Yên chén tờ chỉnh xiang. Chí y ân yên. Chính chỉnh chỉnh thành ba. Xí yang xiang. Chỉnh xiang. Cảnh tượng trước mắt. Yên chén tờ chỉnh xiang. À, bú hồi là. Thà mình没有 xé nó mà đô vợ.你们上课有写那么多吗？习作你们只要写什么？写国字或注音就好了吧？没有整个课本都写出来啊，对不对？没有写那么多啦，他们上课没有写那么多啦。好，眼前的景象感动trước mắt，果然完音果，鸽窝锅。果thành ba, 果然, 瓦宁, 日, 安, 然, 瓦宁. Gạch đây, kéo qua đây, gạch ngang, đóng lại, rồi lại gạch ngang, kéo xuống, móc hai bên, ta có chữ 果. Hảo chữ 然, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 火部.果然完音果然每次写到手都废掉了是哦啊每次可是他们没有我女儿没有哎我觉得无限写的话我其实手不会短我女儿没有写整个课本出来眼前的景象果然变暗了，果然变暗了。变này có thể nói là biến hoặc là trở nên, biến hoặc trở nên ta dùng chữ biến. Ở đây mi bộ, sau đó
给你，你还给哥哥，还敢讲？我不要吃。变。变暗了。Ở đây là bộ nhật ha. Trở nên tối sầm lại liên quan tới ông mặt trời. Nǐ bù néng zhè yàng ò. Zì jǐ bù chì, hǎi gán jiǎng. Biàn àn lè. Biàn àn lè. Jù hào. Bě yàn biàn. À, tà dǒu chì nà mě duò, wǒ hǎi yào dǒu. Àn lè. Hǎi hěn bàn dě yī diǎn jiǎng gě nì chì à. Nǐ hěn gù yì nè. Gěi rěn jiā lè, hǎi zài nà běn jiǎ zhuāng shì mò. Ừ. Thái có 1/2 nè. Cậu phải chứ là. Hảo. Bàn xào sử hô. Nửa tiếng sau. Bàn xào sử hô. Bơ. An bàn. Xí. Y áo. Y áo đọc giáo. 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 Xí yáo, xào. Xào sử hô. Bàn xào sử hô. Bàn này là một nửa. Một, hai, ba, bốn, năm. Ta có chữ bàn. Bàn xào sử. Bàn xào sử là nửa tiếng. Bàn xào sử, nửa tiếng. Thêm chữ hậu vào có nghĩa là nửa tiếng sau. Bàn xào sử hậu. Bàn xào sử hậu, nửa tiếng sau. Tiếng Trung của Đài Loan. Tiếng Trung của Đài Loan nha. Cho nên bạn chữ cái khác với tiếng Trung của bên Trung. Bàn xào sử hậu, nửa tiếng sau. Tô hào. Bàn xào sử hậu. Sì châu có nghĩa là bốn hướng, bốn phương, gọi là sì châu. Sì châu, sì không uống lưỡi nhưng châu phải uống lưỡi. Sì, sì 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 sì, không uống lưỡi, sì. Sì châu, sì châu. Bàn xào sử hô. Nǐ yǒu lì kě dài ma? Yǒu yǒu yǒu. Wǒ yǒu zhǔn bèi. Yǒu, zěme le? Nǎ lǐ xiě chuò le ma? Nǎ lǐ xiě chuò gěn wǒ jiǎng a. Bàn xiǎo shí hǒu, wǒ yǒu dài lì kě dài. Hǎo, sì zhǔ, zhǔng dài bì zhǔ zhǔ. Zhī, zhǔ zhě a. Zhi ou zhou, dùng hào là wǒ mǎ shàng gěi nǐ mài lá. Sì zhou, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Sì zhou, sì zhou. Thủ rãn, bỗng nhiên, đột nhiên được gọi là thủ rãn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Ta có chữ thủ. Xuân Luân, chú mày đi Xuân Luân. Quảng sang mấy giờ sống mà chơ là là. Nhi hẳn cú ý nè. Chơ đi hẳn tố phẩn dọ. Với sao rần nó. Kể nhì đi bú chứ, nhì mấy sư tố chơ yàng. Quấy nán đến cha này chơi hồi. Chỉ có khóa riêng không? Không em nè. Hảo, thủ rãn, đột nhiên, bỗng nhiên ta gọi là thủ rãn. Ở đây, phớt đây gạch lên. Ở đây kéo ra, chấm và hổ bụ. Thủ rãn, đột nhiên, bỗng nhiên. Thơ, ủ, thủ. Rư, ảnh, rãn. Thủ rãn. Nó cơ sầu pha nè kêu à. Cui à. Sẽ cho bên cui.
给你吃你也不吃，给人家在那边故意。突然，突然，突然，安静哦。不准哭，是自己不要的。出现就代表就出现，吃乌出，西艳现，出现拿出现。好，就代表就出现，出现，就代表bộ ngọc trước, sau đó viết bộ kiến sau.出现，出现，出现，出现。嗯，你儿子好可爱呀、啊。嗯，他都趁我直播的时候乱我。给他吃，他不吃，他给哥哥，硬叫哥哥去买给他，哥哥就不敢去，他就闹。好，成群，那等đàn từng nhóm một gọi là成群。嗯，成群。Bên đây móc qua, gạch ngang, phết, chữ thành. Chuyển này là từng nhóm, từng nhóm, từng đàn, chuyển. Thường hay nói y chuyển rỉnh, một nhóm người, một đám người. Ở đây phết qua, gạch ngang, ở đây phết về đây. Và dưới này, một bộ khẩu. Ở bên này có giỏng bu, một con dê. Chuyển chuyển.Trấn xuyến, cá nó thành đàn, thành nhóm một, gọi là trấn xuyến. Trấn xuyến, trấn xuyến. Cá thành đàn, thành nhóm một. Hảo, có cái gì đó thành đàn, thành nhóm, gắn chữ tờ vào cho chúng ta biết cái gì đó thành đàn, thành nhóm. Bú yào cú y là, hình chí quài nè.哦、oh, 你弄得很可怕哎、欸。严重哦。成群。好，成群的鱼儿就鱼。摩嗨巴摩那么少百单金摩摩摩。啊点你有个红笔弄啊。鱼儿那哪里你就嘎。鱼儿哪里嘎。嗯。鱼儿, hai cái gạch này phải bằng nhau ha, chứ trên dưới gì không được. À. Xin lỗi thì ta kêu mẹ bà ba cho bà ba thi một xa thay cho cầm mà. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Hai cái đường đó phải bằng nhau, chứ đừng trên dưới giống Vân lúc nãy. Ừ. Cái chữ R này phải hai con mắt của nó phải bằng nhau như thế. À, đừng có trên lệch giống Vân ha.Hả, như ơ Cho em dòng chị vừa viết Nì cú y tận ta sư hoàn lờ Sẽ chẳng chữ chữ hoa Nì chân tờ thần thiếu phí nè Sẽ cho nì kể Kể là hãy càng xô好，四周突然出现成群的鱼儿，có nghĩa là ở bốn phía, bốn nơi, đột nhiên, bỗng nhiên xuất hiện những đàn cá đó. 好，逗号肥，好像绕着船跳舞，好像 này là giống như, 好像喝好好吸样像，好像 giống như chúng ta viết chữ bộ nữ cộng với bộ tử
có chữ hảo, chữ xiang rỉnh bù. Sau đó first day kéo qua, bên này có một cái hình chữ nhật, gạch giữa đóng lại, first bên này kéo qua đây. Hào xiang giống như. Nó cố ý nó để cho anh ăn, đưa cho nó ăn, nó đói đưa cho nó ăn mà nó không ăn, đưa cho anh ăn hết mà nó đợi anh nó ăn hết rồi nó mới khóc, nó nói nó không có cái ăn. Ồ, nhiều lúc nó canh Vân trực tiếp nó kiếm chuyện không à. Mà một lát nữa Vân sắp xong rồi xuống là mua cho nó ăn rồi nó kiếm chuyện gì đó. Nhiều lúc nó biết nhìn lắm. Chiều nó riết là nó hư đó, chiều nó riết là mới mốt nó canh mình trực tiếp là nó quậy mình đó. Hào xiang rào zhe, con cá nó vây quanh lấy cái chiếc thuyền đó. Ta dùng cái chữ rào, rào này có nghĩa là vây quanh, vòng quanh lấy, rào. Trước tiên mình có cái chữ mì bù, rào vòng quanh lấy ha, rào. Hảo, vây quanh lấy gọi là rào. Ở đây kéo hất lên. Ba cái nét này đều là bộ thổ, nét dưới sẽ dài hơn nha. Hảo đó gạch ngang, bên này phết ra đây, kéo qua móc lên. Ê, ở bên trên tàu á, ở dưới nó thành ra nó nhỏ lại sẽ mất đẹp. Rào. Ở đầu tiên chữ rào chúng ta sẽ viết mi bùn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nghe chưa? Rồi bên này, bộ thổ thì nét dưới dài hơn. Bên này hất lên, bên này hất qua, gạch ngang, phết qua đây. Như vậy nó sẽ đều hơn, nó đỡ phải xấu như cái chữ kia. À, mình chia cho nó đều ra. Chữ này rào, rào là vây quanh lấy, vây vòng lấy, à, quấn lấy gọi là rào. À, rào. Chữ này đọc rư, ào rào, rào. Rào trợ, vây quanh lấy một cái gì đó, gắn cái chữ trợ này vào. Rào trợ. Chữ trợ đầu tiên chúng ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rào trợ. Hôm qua nói 9 giờ hả? Này sớm quá hả? Hôm qua vẫn có nói 9 giờ hả? Rào trợ. Rào trợ. Hả? Rào trợ. Sau đó cái bài này Vân có đăng trên kênh YouTube mà. Có gì vào trong đó xem cũng được mà. Rào trợ. Hảo, rào trợ chuẩn. Chuẩn là chiếc thuyền. Chúng ta viết bộ trâu. Chuẩn này là chiếc thuyền. Bên này phết đầy gạch qua. Ở bên này kéo qua. Chí quán chuẩn. Chí quán chuẩn. Chuẩn này là chiếc thuyền. 9 giờ học là lớp 1, đúng rồi, thứ bảy chủ nhật bên này Vân phát 8 giờ đến 11 giờ. Bên này bình thường là Vân ta bình thường là thứ ba đến thứ sáu là Vân phát lúc 11 giờ trưa. À, còn thứ bảy chủ nhật Vân phát lúc 8 giờ đến 11 giờ. Còn 9 giờ là Vân phát bên kênh fan của Vân. Bên kênh fan á là bình thường là học thứ ba đến thứ sáu là 9 giờ đến 11 giờ đêm. Thứ bảy chủ nhật á, thì Vân phát 11 giờ trưa. Hảo, thuần theo ủ là nhảy. Thơ, yào theo. U, ủ, ủ. Theo ủ này là nhảy. Trước tiên ta có bộ túc. Túc này nói về sung túc đầy đủ. Mà chúng đôi khi lúc này nó mang nghĩa trong cái chân. Khi chúng ta nhảy cần tới cái gót chân của mình. Có bộ túc, cần tới cái chân của mình. Bên này phết qua 1, 2. Bên này kéo qua đây 1, 2. Ta có chữ theo, nhảy. Theo ủ cũng có nghĩa là nhảy luôn. Nhảy đầm, nhảy múa đồ đó. Ta gọi là theo ủ. Theo ủ. Theo ủ. Dường như là chúng những cái đàn cá đó. Dường như những chú cá đó vây quanh lấy cái chiếc thuyền đó. Nhảy múa vậy. Dường như là chúng nhảy múa vây quanh chiếc thuyền đó vậy cũng được. Dường như là chúng đang nhảy múa vây quanh chiếc thuyền đó vậy. Gọi là hào xiang rào zhe chuán tiào ủ. Hào xiang rào zhe chuán. Rào zhe chuán chứ không phải rào zhe chuán. Rào zhe chuán tiào ủ.
chấm,句号。Xin chào, xin chào. 我决定 the quyết định. 我决定 the quyết định. Chúng ta có chữ 我, tôi. 我决定 我, tôi. 决定 là quyết định, bộ thủy. Sau đó bên này, móc qua đây, gạch ngang, đầy kéo ra, đẩy ra. 我决定 我, 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 thành 3. 机约决 thành 2. 我决定 tôi quyết định. 通行证 giấy thông hành. 通行证 giấy thông hành em nha. 要出国比赛 ấy, 很好啊。很好。一定要去。我决定要出国比赛。Tôi quyết định đi ra nước ngoài thi đấu. Ê, giỏi ta. 好, 我决定 的 应定 的 应定 我决定 đầu tiên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 我决定 tôi quyết định 和哥哥互换座位和cùng ai đó dùng cái chữ hành này hành hành cơ cờ là anh trai gạch ngang một bộ khẩu bên dưới này gạch xuống rồi lại gạch ngang lại một bộ khẩu nữa gạch xuống móc lên ta có chữ cơ cờ là anh trai 我决定和哥哥和安汉谈资哥哥哥, nhưng chữ thứ hai sẽ là 亲身, 哥哥. 哥哥, 我决定和哥哥, tôi quyết định cùng anh trai làm gì đó. 互换座位, 互换 là anh đổi cho tôi đổi cho anh, gọi là 互换. 和物互, 互换, có nghĩa là đổi cho nhau, gọi là 互换, đổi cho nhau.Họ chữ hu là bộ nhị, ở đây phết qua, ở đây móc qua. Trên dưới hai gạch này chính là bộ nhị đó. Hai người đổi cho nhau, trình dùng bộ nhị. Hu. Chữ khoan ta đổi bằng tay cho nên là sầu bộ. Sau đó bên này mình móc đây kéo qua. Ở đây mình kéo qua bên này. Gạch bộ nhân, gạch ngang, kéo chữ ta. Ta có chữ hu khoan, đổi cho nhau ta gọi là hu khoan.互换座位 là cái chỗ ngồi của mình gọi là 座位座位 được gọi là chỗ ngồi 座位座好座位 cái vị trí chỗ ngồi của mình đó, gọi là 座位只我坐thành từ 坐无 A 位thành từ 座位逗号有phải 座位互换座位có nghĩa là đổi chỗ cho nhau đổi chỗ ngồi cho nhau lúc này ai đổi cho ai 我决定和哥哥互换座位có nghĩa tôi quyết định đổi chỗ với anh trai của mình đó tôi quyết định cùng anh trai đổi chỗ cũng được 好欣赏鱼儿的表演欣赏lúc này là mình ngắm cá nhảy mà ngắm cá biểu diễn mình chiêm ngưỡng nó mình thưởng thức nó xin sợ xin sợ chữ xin 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 đọc bằng đầu lưỡi muốn hỏi công ty có cần người chuyển chủ không nói là quay công sư hãy suy dạo trên sẽ chọn hoa lão bản tờ duyên công mà thường nói là tới đó ở của trên dài hoa lão bản xin quên quay công sư hãy suy dạo rẩn mà mình nói như thế tôi đang đổi chủ của trên dài hoa lão bản của trên dài tận tài xin lão bản cũng được tôi đang đợi chủ mới xin quên quay công sư hãy suy dạo duyên công mà xin hỏi quý công ty còn cần công nhân viên không đó
好，欣赏，赏乌雷，诗安商，商赏赏，赏。đầu tiên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm ta có chữ xin sọng ngắm chim ngưỡng gọi là xin sọng cảm ơn chị ok hảo ngắm chim ngưỡng cái gì dự er là những cái chú cá dự er là cá thường thường dụ thì cũng được rồi ha dụ mà trong văn họ có thêm chữ r này vào dụ r những con cá gọi là dụ r dụ thành hai r thành thứ nhất dụ r hảo dụ tờ cái gì đó của những chú cá đó tờ gắn chữ này vô chúng ta biết cái gì đó ngắm cái gì đó của cá dụ r tờ biểu diễn lúc này biểu diễn là biểu diễn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta có chữ biểu biểu này là thanh 3 bơ, giao, biểu, biểu, biểu biểu, nó là thanh 3 nó gặp phải chữ diễn diễn, 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 thanh 3 nó mới bị đổi thành biểu diễn đó chữ lúc này chữ biểu sẽ đổi thành biểu thanh 2 ha biểu diễn bị đổi âm ở trong này có một gạch ngắn dưới này ta gạch một cái ô vuông ra rồi gạch ngang nó sau đó từ trên này chúng ta kéo nó xuống dưới đây rồi đóng nó lại đá hai cái chân ta có chữ biểu diễn sẽ đọc là biểu diễn chữ họ biểu diễn lúc này ai muốn xuống hàng xuống nha lúc này ai muốn xuống hàng thì xuống tôi của lại xua đối với tôi mà nói tôi của lại xua đối với tôi mà nói chúng ta có chữ tôi đầu tiên tôi bố chỉ hoặc là bố tôi chúng ta đều dùng chữ này hết nhưng nó tiếng Hán Việt của nó là chữ đối đối đãi tùy tài tôi của đối với tôi tôi của tôi của có nghĩa là đối với tôi. Tôi của lại xua đối với tôi mà nói. Tôi của lại xua tớ với tôi. U ở của lơ ải lại. Tôi của lại xua chữ xua chưa ra. Tôi của lại xua đối với tôi mà nói. Tôi của lại xua tôi của lại xua hảo qua đây chúng ta biết chữ xua sư quá xua tôi của lại xua diễn bộ diễn bộ hảo trả một cái tôi tôi hoàn được tôi hảo tôi của lại xua đầu hảo Nâng hàn gia rẩn có thể cùng với người nhà của mình. Nâng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nâng, nơ ẩn, nâng. Nâng, này là có thể. Hàn cùng ai đó. Hơ, ăn, hàn. Hàn này là cùng ai đó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nẫn hành có thể cùng ai đó Gia rệnh là người nhà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gia rệnh là người nhà Chi, gia, gia thành thứ nhất Rư, ẩn, rẩn, thành thứ hai. Có thể cùng với người nhà của mình. Nẫn hàn, gia rẩn, có thể cùng với người nhà của mình. Cái gì đó? Rỗn chà.
融洽có nghĩa là hòa thuận. Rộng xa. Rư, ổn, rộng, rộng thanh hai. Chữ rộng này hơi nhiều nét. Chúng ta bên trái và bên phải. Trước tiên gạch ngang. Bên dưới này có một cái hình chữ nhật nhỏ nhỏ. Rồi ở đây mình kéo xuống dưới đây. Bên này thì mình móc qua đây. Móc lên. Hai phết xuống. Rồi lại gạch ngang. Mình kéo nó xuống. Ở bên này có hủy bụ, một bộ trùng. Kéo xuống, gạch ngang, phết, ta có chữ rỗng. Rỗng. Muốn học từ đầu từ đâu? Muốn học từ đầu vào phanh phanh nha. Vào phanh bay. Muốn học từ đầu vào phở bò nha. Vào phở bò chúng ta gõ cái chữ. Cái chữ xào duyên sử thẳng. Đâu mất tiêu cái tờ giấy rồi. Đâu mất tiêu cái tờ giấy rồi. Muốn học từ đầu chúng ta phải vào trong cái xào yến sử thận này. Xào yến vào phanh nha. Ở trên này thường thường là ngày mai trưa mai là Vân phát lúc 11 giờ trưa đó. Lớp 1, ai muốn học lớp 1 thì vào trong đó. Hiện tại bên này là lớp 2 rồi, cho nên cái chữ đối với các bạn sẽ khó hơn. Còn đồng thời đánh cái phiên âm. Xào yến sử thẳng. Còn không đánh phiên âm này. Ha, lớp 1 hiện đang học performer dành cho các bạn mới bắt đầu. Bài văn nó ngắn hơn, cũng có học chữ, viết chữ luôn. Nhưng mà lớp 1 sẽ ngắn hơn và chú ý về phiên âm nhiều hơn. Ha. Ai học ở đây? Hả? Lúc nãy, nẫn hai cha rệnh có thể cùng với người nhà của mình. Rộng cha. Rộng cha có nghĩa là hòa thuận với nhau. Rộng cha. Chúng ta phớt đây, kéo qua bên này. Rồi lại gạch ngang một cái ô vuông. Ta có chữ rộng cha. Chi ya cha. Rộng cha có nghĩa là hòa thuận. Hòa thuận, hòa hợp với nhau gọi là rộng chà. Xiang chủ, xí yang xiang, xiang chủ. Xiang chủ có nghĩa là chung sống hòa thuận với nhau gọi là rộng chà. Xiang chủ, chung sống hòa thuận với nhau. Có thể chung sống hòa thuận với người nhà của mình gọi là nâng hàn gia rẫn rộng chà xiang chủ. Xiang chủ. Ta có chữ xiang. Hảo chữ chủ. 1, 2, 3, 4. Sau đó 5, 6, 7, 8, 9. Và bên này giống như cái chữ R của mình. Xiang chủ. Nâng hàn gia rẫn rộng chà xiang chủ. Nâng hàn gia rẫn rộng chà xiang chủ. Không, mới viết nó vậy. Mới viết nó như con nít đó. Nhưng mà từ từ nó sẽ đẹp. Cứ viết đi. Cứ viết đi. Hồi đó Vân viết cũng vậy đó. Từ từ nó sẽ đẹp thôi. Cứ viết mỗi ngày ngày đi. Hảo. Chúng ta đánh dấu phẩy. Tô hào. Tổ hợp. Cộng thống. Cộng thống. Nhà lúc này bố sư cộng thống. Cộng tụ. Nâng hàn gia rẫn rộng chà xiang chủ. Cộng tụ. Cộng tụ này là cùng, cùng chung một cái gì đó. Cộng tụ. Chữ cộng. Tụ. Một, hai, ba. Sau đó 4, 5, 6, 7. Rồi bên này 8, 9. Ta có chữ cộng tụ. Cơ ông cộng. Tơ ủ tụ. Cơ ông cộng. Tơ ủ tụ. Cộng tụ. Cùng. Cùng chung. Cộng tụ. Rú chữ mà nghĩa như vậy. Rú chữ. Rư ủ rủ. Rư ủ rủ.
Rú chữ, chữ này đọc bằng khe răng. Chữ chữ chữ. Rú chữ, mà nghĩa như vậy. Rú chữ, ta có chữ như. Họ chữ chữ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rú chữ, mà nghĩa như vậy. Chà yô, hào, xì xì. Hào, rèn dân xuyên xì nè. Hào, rú chữ. Hào, chúng ta viết chữ thơ bìa. Thơ bìa là đặc biệt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ta có chữ thơ. Thơ bìa này là đặc biệt. Thơ bìa đặc biệt. Thơ, ở thơ. Thơ. Bơ, y, e đọc dê. Thành hài đọc dĩa. Bơ dĩa. Bỉa, thơ bỉa, đặc biệt. Đặc biệt. Cái gì đặc biệt? Chúng ta thêm chữ tờ vào. Tờ, chính sân, tờ. Cái gì đó đặc biệt? Gắn cái chữ tờ này vào cho chúng ta biết. Cái gì đó đặc biệt? Gắn chữ tờ vào. Thơ bỉa tờ. Thơ bỉa tờ. Cái gì đó đặc biệt? Thơ bỉa tờ. Lúc này, thơ bỉa tờ lùi trần. Họ có gắn cái gì đó. Cái gì đó đặc biệt là họ sẽ gắn cái chữ tờ vào trong đó. Cho chúng ta biết cái gì đó đặc biệt. Họ lùi trần. Thơ bỉa tờ lùi trần. Lơ, ư lư, 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 thành ba. Chư, ẩn, trần, lùi trần. Trước tiên chúng ta có chữ phương. Bộ phương. Phân bù. Ở đây phớt hất lên. Bên này lại phớt kéo hất lên. Ok không? Ở đây lại phớt. Mình kéo từ trong này kéo ra. Ta có chữ lùi. 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 Thanh ba. Lúc này lùi trần hở bù. Bộ hòa trước. Ở trên này có một bộ khẩu. Nét này phải phết ngược nha. Nét này phết ngược. Nét này ngang qua. Nét này kéo xuống. Lì chẩn này là gì? Hành trình. Chặng đường đi. Hành trình chặng đường đi. Gọi là lì chẩn. Lữ trình đó. Lộ trình. Hành trình chặng đường đi. Gọi là lì chẩn. Lì chẩn. Tổ hợp. Hảo. Cùng tu rủ sự thơ bìa tôi lùi chẩn. Có nghĩa là cùng có một cái chuyến đi đặc biệt như vậy. Cùng có một hành trình đặc biệt như vậy. Cùng có một cái chuyến đi hoặc một cái hành trình đặc biệt như vậy. Gọi là cùng tu rủ sự thơ bìa tôi lùi chẩn. Cùng ai? Cùng ai mới được chứ? Hàn gia rẩn. Ở bên này chúng ta thấy nâng hàn gia rẩn rủng chà. Xiang thủ có thể cùng với người nhà của mình chung sống hòa thuận nè và cùng có cái chuyến đi đặc biệt như thế. Thật là chân sư mỹ hào quá. Thật là như thế nào? Chân, chân này thường nói về chân thật tại chân. Chân thật tại chân. 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 Chân sư thật là chân sư. Mà nghĩa thật là. Chân này là trò tre. Cộng với sản tiền ân. Sư thanh tư. Chân sư thật là. Thật là. Ai nì. Xì xìa. Thật là. Chân sư. Mỹ họ. Mỹ lì tờ mỹ. Mỹ này mang nghĩa đẹp. Mơ. Ấy mỹ. Hơ. Áo. Họ. Mấy họ bị đối âm. Chữ mày thanh ba. Chữ họ thanh ba. Hai thanh ba gặp nhau. Chữ này đọc thanh hai. Mấy họ. Mấy họ. Một. Hai. Dẫn bù. Nói về con dê chứ. Nhưng lúc này cái chân nó không dài xuống dưới. Cái chân nó không dài xuống dưới. Nó chừa chỗ cho cái chữ bên dưới viết. Gạch ngang. Móc giữa ra. Đẩy ra. Ta có chữ mày. Mày ly tờ mày. Thêm chữ họ. Mấy họ này thường nói tốt đẹp.
Mấy how này thường nói về tốt đẹp. Chúng ta có thể nói là tuyệt vời, tốt đẹp cũng được. Chân sư mấy how à? Thường ít ai nói thật là tốt đẹp à? Ít ai nói như vậy ha? Thật là tuyệt vời à? Như vậy mới đúng hơn. Này, nó nghe nó thuận hơn. Thật là tuyệt vời à? Chân sư mấy how à? Thêm một khẩu. Ở trên này có bộ thổ. Nét dưới sẽ dài hơn. Lại tiếp một như thế nữa. Wa. Thường mình nói wa. Cái từ này. Wa. U a qin shen. Wa. Zhen shi mei hao wa. Ni shi shenme ren? Wo shi. Wo shi Yunnan ren a. Zhen shi mei hao wa. Thật là tuyệt vời. Đó, nguyên cái bài văn mà trong sĩ chùa mà chúng ta điền từ vựng, nguyên cái bài văn của nó chúng ta đã viết ra hết rồi đó. Nguyên cái bài văn chúng ta đã viết ra hết rồi đó. Có cần dịch lại cái bài này không? Có cần dịch lại bài này không? Chân sự mỹ hậu à. Hôm nay nghỉ sớm quá à. Hôm nay nghỉ sớm. Có bà đói bụng rồi. Có bé tua nó đói bụng, nó quậy hồi nãy giờ. Giờ hết dám quậy, đi đó nó ngồi. Cuối tuần đi chợ. Em đi chợ hả? Em đi chợ. Tông qua tôi tua. Hôm nay học nghỉ sớm. Xế sầm mờ. Sao mà trâu? Trâu. Bé ăn nó tội nó hả? Ta có chữ trâu, sao mà trâu? Xin xế trâu, phải không? Trâu. Xế sang lại. 这边 好什么 好再一个什么零啊 1,2,3,4,5,6,7,8 先一个鱼再一个零 还谁 谁的名字那么长啊 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Thấy chưa? Chạy cái chảo bù. Gạch ngang. Ở đây kéo xuống, móc qua đây. Gạch ngang, kéo qua. Rộng à. Hảo. Mì bù. Chạy sao mà. Nào, gạch ngang. Ở bên này, gạch đầy kéo qua, nghiêng cái bút phết chấm. Băng wǒ huā ge ài xīn, xiè xiè. Huā yī ge ài xīn, hǎo. Wǒ yú bù huì huā ài xīn. Zhè ge tài chǒu de ài xīn le. 爱心 小熊猫吗? 小熊猫可以 小熊猫 也熊耶 我的爷爷的熊啊 小熊 小熊 小熊什么? 猫啊 猫 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 小熊猫 有画爱心吗? 有画爱心吗? 徐书豪爱红 好可爱哟 好 越南人吗? 是的 许某 2, 3, 4, 5, 6 Xin yi ke yian bu ma
phết gạch ngang ở đây kéo xuống. Xu, su, su hậu à. Su, su, hảo, hảo. Một bộ khẩu ở dưới này. Sau đó ở bên đây, phết đây kéo qua, gạch ngang. Hảo. Ai sẽ à? Ai. Ai xin the ai ra đi men. Ai sẽ. Xí xú hảo. Ai. Hổng, một, hai, ba, sợi bụ. Sau đó, gạch ngang, gạch hai gạch xuống, đá hai cái chân. Bụ câu quay giữa. Hổng. Trên xa mình đi cái sự. Một, hai. Ở đây, móc qua đây. Đấy, kéo qua. Và bên dưới có chữ gì? Tạ. Rủ mà. Rủ. Wow. 他在这吗? 他在这里吗? 他看到吗? 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 好? 陈新荣 陈哦? 尔东陈 尔东城 诶, 还勾起来干嘛? 心 还勾起来干嘛? 不知道 诚心 好, 荣是吗? 有草布的荣哦 好 有草布的荣? 哦, 好, 知道 荣 好 送给你 苏瑞盛 谢谢 好 tự học bắt đầu từ đâu? Từ bảng chữ cái giúp chúng ta viết âm, phát âm chuẩn nha. Chữ cái giúp chúng ta phát âm chuẩn. Bộ thảo trước, sau đó bên này có bộ ngư nói về con cá. Bộ ngư nói về con cá ở bên này. Sau đó bên này có bộ khứa. Ta có chữ su. Ai, có điểm quay à, đúng không? Được. Hảo, chạy cái chim bộ. Phước lên. Chạy cái chim bộ. Chạy cái tuổi. Đổi. Ờ. Hảo, chạy cái sân à. Rồi bộ sân là phải bộ nhục nha. Sân đó là bộ nhục. Sau đó bên này 1, 2, 3, 4 phết đầy kéo ở bên này. Và bên dưới này có chữ lì bụ. Hảo. Chú rơi sân. Hảo. Có thể chú ổ mần phân sổ khoai lơ mơ? Nã yếu chú rừng gia phân sổ đó là. Chú nì mần hờ lơ. Chú nì mần hờ lơ. Cảm chính yêu lại yêu hảo. 不会祝你们分手的啦 哎, 没有人祝谁分手的 好了, 今天到这里了 我去买东西给他吃 他很饿了 好, hôm nay tới đây nha Vân đi mua đồ cho mấy đứa cho nó ăn chung thôi nó đã bụng rồi 字很漂亮 谢谢您, 谢谢 谢谢 cảm ơn, cho em chụp đoạn đầu đi nè, ai chụp bài Ai chụp bài chúng ta chụp từ đây nha. Hồi nãy ai chưa chụp chúng ta chụp từ đây. Hồi nãy ai chưa chụp nè. Chụp từ đây nha. Hào hoài niên của quốc xảo. Sì. Đây à. Sao ngồi mình tủ của tờ Yên Ản Yù dễ sư. Thống niên hình mấy hào. Không làm liên tục không ngừng nghỉ. Tôi làm liên tục không nghỉ hả? Thường nói là 我连续做没有休息 我连续做没有休息 Tôi làm liên tục không ngừng nữa 会一点点越南语 是啊 好啊
多学一点语言比较好，多几个语言。你会英语吗？你会四种语言哦，哇，真的，刚学好了哦，换过来啊，换人，换他爱许书豪了，好 ，OK， 本来 MV 就 MV 到本来就。Vẫn dạy tiếp à chị? Không, nãy giờ chị ngồi chị viết chữ cho mấy đứa chứ. Viết tên cho mấy đứa chứ. Yên yu, rư quẩn, trung quẩn, yên hẳn quẩn. Wow, nì thay lì hai lờ. Thay lì hai lờ. Chí sư tô xuế điện bì cho hả. Tô xuế điện bì cho hả. Được rồi ha, rồi.刚你叫我写什么？嗯，还想学汉语哦？哇哦！好，我帮你。红，一、二、三、四、五、六、七、八、九、红。再来，一、二、三、四、五、六、七、八、九。如啊，如爱谁呢？点一个，不是点啦，这个不是点，撇回来，一、二、三、四，阿本来给我的爱谁？许。许什么？书豪，许书豪，书好加一个豪，换位置而已嘛，对不对？刚刚你爱他，现在换他爱你，还是别人？这个是你还是别人呢？好。好，哦，阿姨的爱心乖乖的，家女呢谂转嘅，好，好了，今天到这里了，谢谢大家，感恩，感恩，啊，感恩，感恩，哎，你啊是啊、哦、是你啊、哦，很好，勇敢一点。面对自己的爱情，要勇敢一点。感谢大家，谢谢，感谢你们，感恩。今天到这里喽，感恩感恩。明天见，明天也是八点。嗯，明天见，感恩，谢谢大家，晚安喽，祝你们好梦，感恩，拜拜，明天见。